Gần đây, nguy cơ đại chiến Nga-NATO đã hiện hữu rõ mồn một khi đôi bên liên tục đưa ra những cảnh báo căng thẳng về cuộc chiến Ukraine. Tuyên bố của Tổng thống Pháp Macron về khả năng triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine đã gây tranh cãi nội bộ, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột Nga-NATO. Trong khi đó, những lời đe dọa hạt nhân ngày một nặng nề hơn của Nga cũng khiến tình hình trở nên vô cùng khó đoán. Nguy cơ xuất hiện một cuộc chiến hạt nhân giữa quốc gia sở hữu kho đầu đạn hạt nhân lớn nhất và liên minh quân sự lớn nhất thế giới đang hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng trước khi đi vào câu chuyện ngày hôm nay, mong quý vị hãy dành ra 3 giây để ấn vào nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hấp dẫn nào từ chúng tôi. Trước tiên, chúng ta hãy cập nhật một số diễn biến mới của cuộc chiến Ukraine. New York Times ngày 13 tháng 3 đưa tin các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine đang bị cản trở với sự thành công ngày càng tăng của các hệ thống tác chiến điện tử của Nga, vốn có khả năng gây nhiễu hệ thống định vị của Kiev. Mặc dù công nghệ gây nhiễu của Nga vượt trội hơn so với Ukraine, nhưng những hệ thống này lại không được triển khai đồng đều ở khu vực tiền tuyến. Các binh sĩ Ukraine cho biết xe bọc thép của Nga có thể là mắt xích yếu vì chúng thường không được cài đặt hệ thống gây nhiễu. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng trích dẫn nhận định của các blogger quân sự Nga gần đây nói rằng các binh sĩ và xe bọc thép Nga đã trở thành mục tiêu bị tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine do tập hợp thành nhóm chiến đấu nhưng không được bảo vệ đầy đủ. Trang Technology hồi tháng 1 đưa tin Nga vẫn chưa có hệ thống tác chiến điện tử hiệu quả có thể trang bị cho xe tăng. Máy bay không người lái đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến của Ukraine nhằm chống lại lực lượng quân đội Nga. Kiev đã sử dụng máy bay không người lái cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Máy bay không người lái đã giúp Ukraine bù đắp một số bất lợi mà nước này gặp phải trong bối cảnh thiếu đạn dược do viện trợ nước ngoài bị đình trệ. Khi các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ bắt đầu chặn dự luật viện trợ cho Ukraine bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Kiev đã mất đi một trong những nguồn đạn pháo chính. Người Ukraine tìm cách thích nghi với tình hình, đẩy mạnh sản xuất dàn máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV-BFV. Đến tháng 12, Ukraine đã có thể chế tạo được khoảng 50.000 chiếc FPV mỗi tháng với chi phí vài trăm đô la mỗi chiếc và cấu tạo đơn giản. Với tầm tấn công vào khoảng hơn 3 km, các UAV cỡ nhỏ này có thể lao vào các phương tiện của Nga, thậm chí đuổi theo và tấn công binh sĩ của Moscow. UAV-FPV được cho là vũ khí gây sát thương nhiều nhất cho đối phương của Ukraine. Khi UAV-FPV thay thế pháo binh trở thành mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với lực lượng mặt đất của Nga vào cuối năm ngoái, quân đội Nga đã phản ứng bằng cách gắn vào các phương tiện bọc thép của mình bất kỳ thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến nào mà Moscow có trong tay. Về lý thuyết, thiết bị gây nhiễu sẽ chặn tín hiệu vô tuyến giữa UAV-FPV và người điều khiển nó. Khi máy bay không người lái đi chệch hướng, chúng được xem là sát thủ vô hình vì không bắn ra thuốc nổ nhưng có khả năng hạ gục vũ khí. Tuy nhiên, vấn đề của Nga ở chỗ là các hệ thống tác chiến điện tử này hoạt động chưa hiệu quả trong thời gian qua. Thiết bị gây nhiễu chiến trường thế hệ đầu tiên RP-377 chưa đạt hiệu suất cao khi ngăn chặn UAV-FPV. Giờ đây, thiết bị gây nhiễu Phonores thế hệ thứ hai cũng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Nga vẫn không ngừng cải tiến khí tài tác chiến điện tử. Một câu hỏi được đặt ra là liệu thiết bị gây nhiễu thế hệ thứ ba Saniya có thể cải thiện so với những thiết bị tiên nhiệm hay không? Đây là một câu hỏi mang tính sống còn đối với nhiều binh sĩ Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là Nga là cường quốc trong tác chiến điện tử và Moscow có kỹ năng, kinh nghiệm trong việc phát triển các hệ thống gây nhiễu. Điều này dự kiến sẽ tạo ra cuộc chiến mèo vờn chuột khi các bên liên tục cải tiến công nghệ để đạt lợi thế so với bên còn lại. 3.000 lính Ukraine có thể bị bao vây. Khoảng 3.000 quân Ukraine tại Beromorsk đang ở thế bị bao vây sau khi Nga siết chặt gọng kìm với 3 hướng tấn công. Tình hình khó khăn khiến Kiev có thể sẽ phải ra lệnh rút lui. Kênh Seroman đưa tin, việc Nga kiểm soát thành công Nevelsky đồng nghĩa với việc khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine đang trấn giữ mặt trận gần Beromorsk.
sẽ rơi vào thế bị bao vây trong gọng kìm dọc theo tuyến quy ước Nevsky, Besky, Vodianoy. Xét một cách tổng thể, có thể thấy rằng chiến thuật tấn công Donetsk không phát triển theo đúng kế hoạch của Moscow. Theo đó, trong 6 tháng chiến đấu, Ukraine đã tổn thất khoảng 70.000 binh sĩ ở mặt trận này, và Nga tiếp tục tận dụng lợi thế để mở một cuộc tấn công lớn có tính quyết định vào phòng tuyến Korakhovo, Bobrovskoye. Cách đây ít giờ, lực lượng Moscow chiếm giữ các khu rừng dọc theo tuyến Severnoye, Bevomaiskoye, Nevsky. Trong thời gian tới, rất có thể Bevomaiskoye sẽ sụp đổ. Tiếp đến là Krasnogorovka và sau đó là chuỗi cứ điểm Novomikhailovka, Barakovievka, Konstantinovka. Dự kiến ngay sau khi đánh bại lực lượng Kiev gần Donetsk, cuộc tấn công lớn của Moscow ở Zaporizhia sẽ bắt đầu theo ba hướng. Công tác chuẩn bị trước hết là các trận đánh cục bộ để giành những vị trí thuận lợi hơn cho cuộc tấn công đã và đang được Nga tiến hành. Nhìn chung, sự suy yếu thậm chí là thất bại của Ukraine tại Donetsk sẽ có tầm quan trọng tương đương với trận vòng cung Kurt. Chuyên gia quốc phòng Thụy Điển Michael Vatersen nhận định, theo Bộ Quốc phòng Nga, khu định cư Nevsky đã được kiểm soát, dù chưa có bằng chứng hình ảnh nào. Nhưng rõ ràng họ không đưa ra những tuyên bố này một cách nhẹ nhàng. Bộ Quốc phòng Nga thường đợi cho tới khi họ chắc chắn 200% về sự thật. Điều đó có nghĩa là Nga đã chặt đứt kết nối liền mạch trong tuyến phòng thủ Ukraine giữa Krasnoryska và Bezromaiske. Các cuộc tấn công vào phía sau tuyến phòng thủ chính của Ukraine có thể đe dọa cả Krasnoryska và Bezromaiske với ít nhất là sự bao vây. Kết hợp với những bước tiến liên tục ở phía tây Mariinka và tây nam từ Donetsk mới chiếm được, Nga có thể đánh sập toàn bộ phần tiếp tuyến trong khu vực. Điều này sẽ buộc lực lượng Kiev phải rút lui khỏi các công sự vững chắc ở tiền tiêu về tuyến phòng thủ chính thứ hai dọc theo các cao điểm về phía tây sông Vostia. Từ Kurakove ở phía nam qua Khalipka tới Vostia ở phía bắc. Lửa xung đột lan rộng, Nga, NATO nguy cơ đối đầu trực diện. Sau khi chủ trì cuộc họp gồm 25 nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris hôm 26 tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng không có sự đồng thuận về việc đưa quân tham gia cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng ông nói thêm rằng, không nên loại trừ bất kỳ điều gì. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng Nga không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Điện Kremlin sau đó cảnh báo bất kỳ sự can thiệp trên thực địa của bất kỳ quốc gia NATO nào cũng sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp giữa liên minh quân sự phương Tây và lực lượng Nga, gây ra nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Ba Lan, Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Italy và Séc vội vàng nhấn mạnh rằng họ không cân nhắc việc đưa quân tới Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng khẳng định liên minh này không có kế hoạch như vậy. Một điều rõ ràng sẽ không có lực lượng bộ binh từ các quốc gia châu Âu thuộc NATO của Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định, giới chức Pháp phân trần rằng ông Macron đang cố gắng nhấn mạnh việc châu Âu phải xem xét các hành động mới để hỗ trợ Ukraine. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné cho biết hỗ trợ mới cho Ukraine trong các lĩnh vực ra phá bom mìn, phòng thủ mạng và sản xuất vũ khí có thể yêu cầu sự hiện diện trên lãnh thổ Ukraine, song không vượt qua ngưỡng tham chiến. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine 2 năm trước, Mỹ và hầu hết các đồng minh châu Âu đã loại trừ khả năng quân đội NATO can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột, cảnh báo rằng một bước đi như vậy có thể leo thang thành chiến tranh hạt nhân. Tổng thống Joe Biden công khai tuyên bố quân đội Mỹ không được triển khai tới Ukraine trong những tuần trước cuộc xung đột, và từ đó đến nay, ông vẫn nhắc lại quan điểm này. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby ngày 27 tháng 2 nói thêm, Tổng thống Biden đã nói rất rõ ràng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột này sẽ không có quân đội Mỹ có mặt trên thực địa trong vai trò chiến đấu ở đó. Tính toán của Tổng thống Pháp, những tranh cãi của các nhà lãnh đạo châu Âu về việc triển khai quân đội tới Ukraine cho thấy NATO, mặc dù trở nên hùng mạnh hơn khi kết nạp Phần Lan và Thụy Điển, vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp cho cuộc xung đột. Các quốc gia phương Tây có một số lựa chọn ngoài việc đưa bộ binh vào khu vực xung đột. Ukraine đã yêu cầu thêm máy bay chiến đấu, tên lửa tầm xa, đạn dược và hệ thống phòng không khi quân đội Kiev đối phó với bước tiến của Nga. Các cuộc tấn công của Moscow khiến Kiev phải rút lui khỏi thành phố Avdiivka, thành trì trọng điểm của Ukraine.
những tranh cãi gay gắt giữa Nga và phương Tây đã trở nên phổ biến trong cuộc xung đột kéo dài 2 năm qua ở Ukraine. Điện Kremlin thường phản ứng trước các hành động của phương Tây bằng những lời cảnh báo về nguy cơ đối đầu, bao gồm việc thường xuyên nhắc nhở các đối thủ về kho vũ khí hạt nhân của Nga. Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo, Nga vẫn kiềm chế tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh phương Tây của Ukraine, bao gồm cả các địa điểm cung cấp vũ khí cho Ukraine. Cuộc thảo luận về khả năng can thiệp của một quốc gia thành viên NATO vào Ukraine, vốn là điều mà hầu hết các nhà phân tích cho là khó xảy ra, đã làm lu mờ những câu hỏi cấp bách hơn về những hạn chế trang thiết bị mà Ukraine đang gặp phải ở tiền tuyến. Ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu đang phải vật lộn để đáp ứng các cam kết về đạn dược cho Ukraine, chưa nói đến việc bù đắp lỗ hổng của Mỹ để lại. Liên minh châu Âu đã thừa nhận rằng khối này sẽ không đạt được mục tiêu cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine trước ngày 1 tháng 3. Tổng thống Macron nói rằng đó có thể là một cam kết thiếu khôn ngoan, đồng thời thừa nhận châu Âu không có đủ kho dự trữ hoặc khả năng sản xuất để đáp ứng mục tiêu này. Andrew S. White, Phó Chủ tịch nghiên cứu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho biết, việc đề cập đến khả năng triển khai quân của các nước thành viên NATO tới Ukraine dường như nhằm mục đích đánh lạc hướng. Câu hỏi thực sự mang tính quyết định là châu Âu có thể làm gì để bù đắp những việc thiếu hỗ trợ quân sự của Mỹ. Theo Wall Street Journal, nhà lãnh đạo Pháp có thể đang cố gắng lấp đầy khoảng trống lãnh đạo do Mỹ để lại khi để ngỏ khả năng đưa quân tới Ukraine. Tuy nhiên, Sana Buklesin, một thành viên chính sách tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu cho biết, nỗ lực của ông Macron nhằm báo hiệu sức mạnh của NATO với Nga đã phản tác dụng. Việc ông Macron từ chối loại khả năng đưa quân tới Ukraine đã dẫn đến nguy cơ chia rẽ giữa các thành viên NATO một cách không cần thiết, trong khi các quốc gia vốn hoài nghi về vấn đề này. Đây không phải là cách để thúc đẩy sự đoàn kết và sức mạnh của châu Âu, chuyên gia Buklesin nhận định. Ông Macron từ chối cho biết quốc gia nào đã thảo luận về việc gửi quân tới Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Paris, đồng thời nói thêm rằng Pháp đang duy trì quan điểm mơ hồ về mặt chiến lược liên quan đến kế hoạch của riêng nước này. Tổng thống Macron tuyên bố ông ủng hộ việc các quốc gia châu Âu mua đạn dược cho Ukraine từ các nước bên ngoài Liên minh châu Âu. Cộng hòa Séc đang thúc đẩy việc mua sắm này để giải quyết tình trạng thiếu hụt đạn dược khẩn cấp của Ukraine, khi đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ vẫn trì hoãn việc cung cấp viện trợ quân sự mới. Châu Âu đã có 2 năm để cùng nhau hành động và huy động cơ sở công nghiệp của họ. Mọi thứ khác chỉ nhằm đánh lạc hướng khỏi hạn chế đó, chuyên gia Weiss cho biết. Còn Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho rằng Tổng thống Pháp đã dùng đến cuộc khủng hoảng Ukraine để làm chệch hướng những lời chỉ trích về chính sách đối nội của ông. Để giữ quyền lực cá nhân của mình, ông Macron không tìm thấy lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc khơi dậy Thế chiến thứ ba. Những sáng kiến của ông ấy đang trở thành mối đe dọa đối với người dân Pháp, RT dẫn lời quan chức Nga nói. Tuy vậy, theo một nhà ngoại giao châu Âu, cuộc thảo luận cởi mở về việc đưa quân đội phương Tây tới Ukraine cho thấy tình hình của Kiev đã trở nên nghiêm trọng như thế nào. NATO sẵn sàng đối đầu với Nga. Câu hỏi về việc một quốc gia NATO đưa quân đến Ukraine bắt đầu gây chú ý khi Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết các quốc gia khác trong Liên minh NATO đang thảo luận về các thỏa thuận song phương để đưa bộ binh vào Ukraine. Tuy nhiên, sự phủ nhận nhanh chóng của các nhà lãnh đạo châu Âu đã đặt ra câu hỏi về sự đoàn kết của Liên minh cũng như về việc liệu những bình luận của Tổng thống Pháp có phải là một lời đe dọa suông hay không. Cho đến nay, NATO chỉ giới hạn trong việc huấn luyện lực lượng quân sự Ukraine và cung cấp cho Kiev vũ khí phòng thủ. Các quốc gia thành viên của Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu lo ngại rằng việc đối đầu trực tiếp với lực lượng Nga ở Ukraine sẽ có nguy cơ leo thang nghiêm trọng. Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cấp cao của Nga cũng thường xuyên cảnh báo Nga có thể sử dụng kho vũ khí hạt nhân của nước này trong trường hợp xảy ra xung đột trên quy mô lớn hơn. NATO đang tiến hành cuộc tập trận quân sự có quy mô lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh. Cuộc tập trận Steadfast Defender diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5 và có sự tham gia của tất cả 31 quốc gia thành viên, với mục đích nâng cao khả năng phòng thủ tập thể cũng như khả năng sẵn sàng tác chiến của liên minh. Đây là cuộc tập trận lớn nhất kể từ sau cuộc tập trận Reforger năm 1988, với sự tham gia của 125.000 binh sĩ từ Mỹ, Đức, Canada, Pháp và Đan Mạch. Tướng Christopher Cavoli,
chỉ huy lực lượng đồng minh tối cao của NATO tại châu Âu cho biết. Steadfast Defender 2024 sẽ là một minh chứng rõ ràng về sự đoàn kết, sức mạnh và quyết tâm của chúng ta để bảo vệ lẫn nhau, các giá trị của chúng ta và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Điều quan trọng là cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng Mỹ và Canada nhằm thể hiện tốc độ và quy mô khả năng tăng cường lực lượng của NATO. Theo Asia Times, cuộc tập trận vừa đóng vai trò như một sự trấn an cho các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu, vừa là một lời cảnh báo cho những đối thủ tiềm tàng về khả năng NATO có thể đưa ra lực lượng lớn vào chiến trường. Các cuộc tập trận cũng là một phần của hoạt động răn đe. Cuộc tập trận nhằm mô phỏng một kịch bản xung đột mới xuất hiện với một đối thủ ngang hàng. Đây được cho là một thông điệp gửi tới Nga, cho thấy NATO bắt đầu chú ý tới mối đe dọa xung đột trực tiếp với Moscow. Trong chiến tranh lạnh, NATO thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn, ví dụ cuộc tập trận Lionheart do Anh dẫn đầu năm 1984, có sự tham gia của gần 58.000 binh sĩ và phi công Anh với tổng lực lượng 131.565 người, bao gồm cả quân đội từ Mỹ, Hà Lan và Tây Đức khi đó. Kể từ khi Liên Xô tan rã, NATO đã tìm kiếm một bản sắc mới. Trong những năm 1990, trọng tâm của liên minh này đã chuyển từ bảo vệ lãnh thổ chung sang bảo vệ lợi ích chung của các thành viên, như họ đã làm bằng cách can thiệp vào các cuộc chiến ở Bosnia năm 1995 và Kosovo năm 1999 khi chính thức phê duyệt khái niệm chiến lược mới. Việc thể hiện sự đoàn kết và năng lực quân sự của NATO là điều quan trọng sau hai năm bất động về cách ứng phó với cuộc chiến ở Ukraine và trong bối cảnh nổ ra tranh cãi về việc cung cấp vũ khí của các đồng minh phương Tây cho Ukraine. Điều này càng trở nên quan trọng hơn sau những tuyên bố gần đây của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các nước thành viên NATO sẽ không còn được Mỹ bảo vệ nếu họ không đáp ứng các nguyên tắc chi tiêu quốc phòng. Điều khoản quan trọng trong Hiệp ước NATO là điều 5, quy định an ninh tập thể là buộc các thành viên phải hành động nếu một quốc gia trong khối bị tấn công bởi bên thứ ba. Mỹ là quốc gia thành viên NATO duy nhất viện dẫn điều 5 sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Mỹ đã nhận được sự hỗ trợ từ các thành viên NATO khác ở Afghanistan và rộng hơn là trong cuộc chiến chống khủng bố. Nếu quân đội phương Tây có mặt trên lãnh thổ Ukraine, dù với số lượng như thế nào, chỉ cần một tên lửa hoặc rocket của Nga cướp đi sinh mạng của bất kể binh sĩ nào trong số họ, thì về mặt lý thuyết có thể kích hoạt điều 5 của Hiệp ước NATO. Chính nguy cơ leo thang này khiến nhà lãnh đạo Mỹ và Đức đã có ý định tránh kể từ khi bắt đầu xung đột ở Ukraine cách đây 2 năm. Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng mà NATO phải đối mặt không phải là việc triển khai lực lượng quân sự của khối, mà là việc trang bị cho lực lượng này. Nỗ lực cung cấp thiết bị và đạn dược cho Ukraine trong thời gian qua cho thấy NATO không có kho dự trữ cũng như năng lực sản xuất để cung cấp cho một cuộc chiến tranh hiện đại kéo dài. Điều này là do NATO từ lâu đã lên kế hoạch cho một cuộc xung đột với nguồn lực có sẵn. Có nghĩa là lực lượng NATO chỉ có khả năng chiến đấu miễn là có đủ thiết bị và vật tư. Vì lý do này, chiến lược của NATO luôn là trong trường hợp xảy ra xung đột, phải giải quyết xung đột càng nhanh càng tốt. Các thành viên NATO có biên giới chung với Nga có vùng đất Kaliningrad của Nga gồm Na Uy, Latvia, Estonia, Lithuania và Ba Lan. Năm quốc gia này có hơn 1.200 km đường biên giới chung với Nga. Trong khi đó, Phần Lan có hơn 1.300 đường biên giới chung. Dọc theo khu vực Tây Bắc Nga, do đó kể từ tháng 4 năm 2023, sau khi Phần Lan gia nhập, NATO sẽ có tổng cộng hơn 2.500 km đường biên giới chung với Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từng thông báo liên minh quân sự này sẽ tăng số lượng binh sĩ sẵn sàng chiến đấu cao lên 300.000 quân. NATO tuyên bố 100.000 quân sẽ được triển khai trong vòng 10 ngày nếu nổ ra xung đột với Nga. Số còn lại sẵn sàng ra chiến trường một tháng sau đó. Tuy nhiên, theo các quan chức Đông Âu và khu vực Baltic, họ vẫn không biết quốc gia nào sẽ cung cấp binh sĩ cho kế hoạch tăng quân của NATO. Hoặc trả tiền cho việc triển khai quân, họ cũng không chắc chắn về việc liệu các binh sĩ có được triển khai kịp thời để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga hay không. Trong khi đó, một số thành viên NATO ghi ngờ cam kết từ các đồng minh của họ về kế hoạch triển khai binh sĩ. Đức dẫn đầu nhóm tác chiến ở Lithuania, nhưng phản đối lời kêu gọi từ Vilnius về việc triển khai một lữ đoàn thường trực ở đó. Thay vào đó, Berlin muốn giữ lại 6.000 quân ở lại Đức, nơi họ có thể được triển khai nếu cần. NATO cáo buộc Nga là mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng nhất đối với an ninh các đồng minh cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực châu Âu, Đại Tây Dương. Moscow lập luận rằng,
việc NATO tiếp tục mở rộng sang phía đông sau chiến tranh lạnh và việc NATO quyết tâm đưa Ukraine trở thành thành viên của khối được xem là mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia của Nga. Và đến đây, chương trình của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Quý vị hãy để lại quan điểm của mình ở bên dưới để thảo luận trực tiếp với chúng tôi. Một lần nữa, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh. Hy vọng quý vị có được những kiến thức bổ ích hôm nay. Hẹn gặp lại trong những hành trình mới.